Rồi. Bên này cũng phụng đấy. Phụng quá. Cầm dạo rồi, hai bàn rồi. Sạch đường hôi được đâu, sạch giả quá. Để cuốn thầy hả? Này mà hết được phí mố ông này ít cuốn thần đâu đập lại đây. Ông mới mà lê cuốn doa cả anh đi mố hết nó đã ngò hả? Có được không? Đi hết rồi. Chân hai vậy. Wow. Đi ống bố lị đi. Nó lại thảy ngươi lại cả lần. Đi thật tính luôn. Ống bố lị đâu? Wow. Cô Tân muốn để thảy cả lần đi luôn. Ông đơn giản chưa? À, trời. Thấy người lại gọi là thằng hai anh đi. Tích luôn. Thì ông với ai ám lấy rồi. Hay. Lấy ống một cách đơn giản. À, đơn giản thảy ngươi lại gọi lên bọn chạy luôn. Không để không ông nó giận đi chưa thôi không chạy rồi. Tôi chia sẻ với các bạn là cách lấy ống để tổ ống. Về giờ lấy thúc đấy con là 16 để con đặt tân tép thầy cả luôn chứ chị. Đây rất đơn giản. Đơn giản.
một lợi ông đã xong. Vừa lại vừa quậy cho nên là hơi vất vả. Đây là thành quả của anh em chúng tôi đi lấy ống. Được bộ 5 ổ. Mày tổ luôn. Đây, là quấn từng nhiều ống. Đây là đồ và dụng cụ. Đây là người cộng tác với tôi. Đây, ống. Đây, từng ống vừa lại xong đây các bạn. Rất chắc. Chắc cực kỳ luôn. Nhưng còn ông già này. Đấy, những người nào mà không hài thì nhìn những con ong này chắc là hài lắm. Sợ nó cắn. Đấy. Chúng tôi quen rồi là có thể trêu được ong nón. Ông già không dám trêu. Trêu được ong nón. Đấy, ong nón này. Đây cạnh rừng núi. Video của tôi bây giờ đến đây là hết. Bạn nào xem thấy hay thì hãy nhận like và ủng hộ, nhận share.